hỏi của anh Nguyễn Nghĩa này Bác ơi lợn con đi ỉa Phân nhớt vàng thì dùng loại thuốc gì cho hiệu quả Vậy thì có hai trường hợp như sau Trường hợp số 1 Trường hợp số 1 đấy Mà lợn con nhá Theo mẹ mà đi ỉa phân nhớt vàng Thì nó được liệt vào bệnh thì Gọi là clotidium hoặc là bệnh Ecoli Vậy thì nếu mà trong 10 con nó chỉ bị hai con tiêu chảy thôi thì chúng ta chỉ cần dùng cái đâu nhỉ xem nào đây có thuốc không mấy cái ông uh, trợ lý của mình ông lôi hết thuốc đi đâu rồi? đó, à, trả đi chai lọ nào thôi rồi không sao, không sao thì nói mồm. ở bên công ty Super nó có một cái thuốc nào khắc tinh thương hàn. các ông đem cái thuốc đấy về công tiêm cho con heo mà nó bị, à, đây là thế thấy, thấy đây? khắc tinh thương hàn đấy nha. À, đem cái thuốc này tiêm cho con heo con, tiêm cho những con heo con bị tiêu chảy phân vàng, một hai mũi thôi nó sẽ khỏi nhá tiếp tục này nếu mà trong trường hợp mà heo có 10 con mà cả 10 con nó tiêu chảy bình thường thì các ông phải làm như sau đầu tiên các ông đem cái khắc tinh thương hàn này này nhỏ vào mồm con heo nhá khắc tinh thương hàn này nhỏ vào miệng con heo sau đó khắc tinh thương hàn nhỏ miệng con heo sau đó thì đem khắc tinh thương hàn tiêm cả cho heo mẹ thì sau khoảng tầm hai ba ngày nó mới khỏi các ông nhớ rằng là nếu mà heo con mà nó bị tiêu chảy ấy mà nó nếu heo con nhưng mà bị tiêu chảy mà chiếm tỷ lệ khoảng tầm dưới 50 phần trăm thì có nghĩa rằng là nó do cá thể từng con heo nó bị tiêu chảy nhưng nếu mà con heo mà nó bị tiêu chảy cả đàn thì nó do những nguyên nhân chung ví dụ như là gió lùa này ví dụ như là heo mẹ xưa người heo mẹ dính ecoli này hiệu, giữa hiệu của mẹ heo mẹ bị uh, nhiễm khuẩn này hoặc một yếu tố nào đấy vậy thì khi chúng ta điều trị thì chúng ta phải điều trị cả heo con lẫn heo mẹ thì nó mới khỏi chứ còn bây giờ điều trị tiêm thuốc cho mỗi con heo con con heo mẹ suốt ngày nó cứ bú sữa như thế thì chữa bằng niềm tin là không được nào nên là nhớ nếu mà nó bị viêm nhiễm theo nhá bị viêm nhiễm mà nó bị tiêu chảy mà bị tập đoàn gọi là khắp mọi con đều bị thì chúng ta chữa nguyên nhân chung còn nếu mà nó bị cá thể thì chữa cá thể riêng ok nhá vậy thì được rồi